nhìn chúng đầu tao như thế nào. Thì bây giờ tao sẽ cho mày ném vào như thế đó. Trúc, có gì từ từ nói em. Ra đây. Trúc vợ. Mình đặt là Ngọc Trúc là chị nè, Ngọc Trâm là em. Anh buồn đóng tay em, cùng em đi qua hết quãng đời. Tại sao? Anh có thể phẫu thuật cho tôi thành người khác được không? Mình sẽ không để cho bất cứ ai có cơ hội lật tẩy sự thật này. Mình còn lại gì ngoài gương mặt khác? Mình không còn đang sống trên đời này nữa. Em đã đặt giá trị đồng tiền trên cả tình thân.